Rồi, Huy Cường Auto chào tất cả các bác nha. Thì hôm nay em về được mẫu dây tín hiệu và mẫu dây ba lăng dòng các Dat Gold nha. Thì mọi chi tiết liên hệ mua hàng thì đây, các bác liên hệ hai số điện thoại trên màn hình của các bác đây nha. Đây là hai số điện thoại chính của bên em ạ. 0775 264 888, 0354 725 058. Thì các bác có thể kết bạn Zalo hai số điện thoại này của em nha. Thì bây giờ các bác cùng em đi vào chi tiết sản phẩm. Đó, đây. Hôm nay em về được có mấy chục cặp thôi. Để em quay anh em xem nha. Tại vì nó hơi quáng một tí nên em quay thấp thôi. Đó, em về được số lượng cũng chỉ có mấy chục cặp thôi. Đó là vừa dây tín hiệu, vừa dây ba lăng nha. Thì trước tiên, đây. Em quay cho anh em xem cặp dây tín hiệu trước nha. Đây ạ. Đó. Đây chính là cặp dây cặc đát. Nó phân biệt âm dương RL nha các bác. Dây thì được đi theo điều hướng mũi tên. Đó, các bác nhìn thấy là hàng Made in USA này. Đó. Đây ạ. Dây thì rất là chất lượng nha. Nó thuộc dạng là loại đồng nguyên chất. Đó, đồng nguyên chất trong oxy hóa. Mà dòng này nó là dạng đồng đỏ nha các bác. Đó. Đây các bác thấy rồi. Thương hiệu cạc đát này. Đó. Đấy, dây đi theo đường hướng mũi tên nha. Cạc đát Healing ở Golden 5C này. Đó. Đấy. Đấy, các bác nhìn thấy là thông số kỹ thuật người ta để hết là trên dây nha. Thì dòng này bên em có cự ly đây, một cặp của nó trên tay là như đang trên tay em cầm đây. Đấy, các bác thấy không? Dây rất là to nha. Đó. To và nó không có độ cứng lắm đâu. Dây thì cũng xài rất là ok. Đó. Thì dòng này em bán anh em, em báo giá luôn để không mất thời gian của anh em nha. Thì em báo giá cho anh em cặp dây tín hiệu 1m như này. Đó, như cặp 1m như này. Đây. Đó. Thì em bán anh em giá là 450.000. Em bao ship toàn quốc. Đó. Thì giá ngày xưa giá nó nghĩa là em bán 600.000 thôi. Nhưng mà dịp Tết rồi, tháng cuối năm rồi nên là em bán giảm giá nha. Đó. Em giảm giá chỉ còn 450.000 một cặp dây tín hiệu cặc đát. Đó, các bác nhìn đấy, chỉ có 450.000 một cặp dây tín hiệu cặc đát. Đó, hàng Made in USA nha các bác. Thì dòng này em bán giảm giá đó, em bán giảm giá này là Tết nên là các bác nào nhanh tay thì còn nha. Hàng số lượng về cũng rất là nhiều. Đó, đây các bác nhìn ạ, cặc đát phân biệt âm dương nha, R và L. Đó. Rồi, tiếp đến dây cặp dây ba lăng. Đây chính là cặp dây ba lăng. Đấy, trên tay em cầm đây chính là cặp dây ba lăng cặc đắt, đầu rắc carbon, mạ vàng công nghiệp 24k, chân rắc của nó đều được mạ vàng nha các bác. Đó, đây bên này cũng vậy nha. Đấy, các bác có thể thấy rồi, rất là chắc chắn á, nhìn cặp dây rất là ưng ý nha các bác. Đó, các bác nhìn này. Thì dây này nó cũng như đây, nó cũng như dây tín hiệu thôi. Đó, cùng một loại đó, dòng này thì nó là dòng tín hiệu nha. Đây cũng Made in USA, trên dây thì nó đều đầy đủ thông số kỹ thuật. Đó, cặc đát Healy Golden 5C. Đó. Thì những dòng này 1m hay 1m rưỡi thì bên em đều có đầy đủ nha các bác. Đó, đều phục vụ các bác luôn. 1m rưỡi thì nó đắt hơn đấy, 1m rưỡi thì nó đắt hơn 100.000 nha. Đấy, các bác nhìn đi ạ. Em quay chi tiết cho anh em xem nữa. Đấy, cặp dây tín hiệu ở đây, cặp dây ba lăng nha. Dây rất to, đẹp. Thực sự là nó bỏ, các bác bỏ ra số tiền này thì nó chất lượng nó trên nó tầm giá nha. Đấy, cái dòng này thì nó ưu tiên được những cái tiếng bát. Tiếng bát hay là những cái trường âm của nó thì tiếng của nó rất là dày, tiếng của nó là gọn, nó chi tiết nha. Đấy, các bác nhìn nhận. Mà giá em chỉ bán anh em với giá này, giá là hữu nghị nha, 900.000 một cặp dây ba lăng. Em bán anh em giá không có chỗ nào giá tốt như vậy nha các bác. Đây em bảo đảm luôn, 900.000 một cặp dây tín hiệu ba lăng như này. Đấy. Đây. Đó. Thì dây tín hiệu và dây ba lăng thì nó đều là một loại cả nha các bác. Đó.
tất cả đều là một loại dây, nó chỉ khác cái là đầu ba lăng và đầu xe thôi. Dây số lượng có rất nhiều về để phục vụ cho em đợt Tết, em bán rất là giảm giá cho anh em rồi. Đó, cặp quạt đát này nếu ngày xưa em bán là 1.1 triệu là 1.3 triệu, nhưng mà đợt em bán cho anh em 900.000, em giảm giá cho anh em chơi. Đó, hàng số lượng không có nhiều nha. Đó, đấy thì anh em nào quan tâm, đây trước mặt các bác đây chính là hai mẫu sản phẩm đây, đấy, và dây tín hiệu và dây ba lăng. Đó, thì bác nào quan tâm sản phẩm thì inbox cho em, đây số điện thoại trên màn hình của các bác đây, đây là hai số điện thoại. Đó, bác nào cần thì alo cho em nha. Rồi, Duy Cường Audio thân ái chào tạm biệt tất cả các bác, hẹn các bác ở video kế tiếp ạ.